chúc các đồng chí có buổi chiều cùng nhau hoạt động thể thao vui vẻ và an toàn và nhiều ý nghĩa. Chúc thành công. Chơi bóng chuyền này để cho anh em trong tiểu đội đoàn kết với nhau. Chơi bóng chuyền này thì tiểu đội 2 được giải nhất. Cảm ơn ban lãnh đạo đội bảo vệ vũ trang đã tạo điều kiện cho anh em được tham gia cái chương trình vui vẻ đoàn kết với nhau. Chúc cho tiểu đội hôm nay có một ngày vui chơi thật tuyệt vời. Tôi mong muốn là tập thể cán bộ chiến sĩ, người lao động, đội vũ trang sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất, luôn luôn thích ứng với mọi sự thay đổi trong tình hình mới và đáp ứng được mọi sự kỳ vọng của lãnh đạo Vietso Pro giao. Thì nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi đến lời chúc toàn bộ cán bộ chiến sĩ, người lao động và toàn thể gia đình các đồng chí sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Đại gia đình chúng ta sẽ sát cánh đồng lòng cùng góp phần vào sự phát triển chung của tập thể. Ngày hôm nay chúng ta về đây với tâm thể hân hoan chào đón mục tiêu thành công là chủ đề chính của chương trình hôm nay. Đoàn kết trách nhiệm, thủ tướng Lê Đức. Tôi xin thay mặt ban lãnh đạo Đảng ủy và ban chấp hành công đoàn đội vũ trang xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của tất cả các đồng chí trong cái suốt cả cái năm vừa qua.
4 steps, higher and further.